Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio test cho một bác khách là một cặp bát 30 tuần giải. Và hôm nay Tùng Nguyễn xuất hai cặp bát cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Tùng Nguyễn gửi Bắc Trung Nam thì gửi qua đường bưu điện. Thì hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ test cái cặp bát 30 tuần giải cho tất cả các bác tham khảo cái chiếc âm này. Thì lâu lắm rồi em mới lại làm đến cái sản phẩm này. Đây là cặp bát 30 tuần giải mang giấy. Lón của nó như một cái phễu đúng như kiểu loa phòng thanh nha bác nhá. Và gân vải tẩm dầu là 3 gân, con này là xương sắt này. Củ từ là 140 và côn 51. Con này rất là nhiều tép, nghe rất là thoát tiếng. Từ 140 và côn 51. Dòng này các bác có thể là bổ trợ lời, các bác lưu ý cho em. Hát karaoke, bổ trợ lời lời cực tốt. Và đặc điểm ai muốn có nhu cầu nghe các bài nhạc cổ điển, nhạc guitar, các cái bài nhạc vàng thì dòng nhạc toàn giải này nó đánh rất là vào tai luôn các bác nhá. Còn đây là một cặp bát thì là của hãng The Well, cặp bát 30 từ 190 côn 76, đi bát có đôi 46 cái lỗ. Bát của nó rất là xịn. Đối với dòng bát này thì nó chuyên đi đánh nhạc sân khấu rồi là nhạc gia đình với công suất lớn. Nó khác hẳn hoàn toàn hai chất nhạc này nhá. Đây là con bát này nó sẽ cho ra chất bát rất tốt và lời ca sáng. Còn con này thì nó là chuyên lời. Chuyên lời các bác ạ. Bát của The Well. Thì hôm nay hai cặp bát này thì em sẽ giới thiệu qua. Còn chủ yếu hôm nay là em test cho tất cả các bác nghe cặp bát này vừa rẻ lại vừa hay. Một bài nhạc thì hôm nay em sẽ test cái bài nhạc cổ điển có lời đi. Thì cho tất cả các bác cùng tham khảo cái chất âm của cái dòng loa này. Từ 140 côn 51 bát 30 toàn giải. Cặp bát này chỉ có giá là 950 một đôi thôi. Rất rẻ và lời ra rất tốt. Các bác cảm thấy hay thì hãy like, bấm đăng ký kênh nha. Về đây với màu gió ngày lo thơ, về đây với sắc yêu hát lạnh lùa. Ôi lãng du quay về điều tàn, đưa tiếng đàn ngoài hiên và đôi bước ta vui cùng. Một mùa xuân mới, mắt ôm nắng về đây nghe tiếng vũ hồn mê oan, về đây lắng trầm khúc nhạc truy hoan, về đây nghe cơn gió trước hiên hôn. Ôi thoáng nghe dây lòng tiếc đàn, mái tóc nhà lưu đến vạt trắng xanh, nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh, chờ mong nắng cho tươi. Hôm nay Tùng Nguyễn test hai cặp bát này để cho các bác nghe biết cái chất âm của loa toàn giải. Dòng bát này thì nó sẽ ra cả giải bát, giải chung, giải tép. Còn đôi khi các bác chơi, các bác có thể đánh trực tiếp, không cần phải qua phân tần thôi, hoặc loa chung nào cả, hoặc cần loa tép nào cả. Các bác chỉ cần một con bát này thôi, đánh trực tiếp từ âm ly hoặc từ đẩy ra, nó sẽ ra cả ba giải đều nhau. Bát chung tép, đây là dòng loa toàn giải. Nó khác với các cái dòng loa bình thường này. Dòng này phải qua phân tần này. Còn dòng này nó là dòng nó cũng theo hệ như là đồng trục các bác nhé. Toàn giả, bát 30, không khác gì như của cái loa phòng thanh. Các bác đi làm thầy cúng, đám hiếu thì làm con này thì lời của nó rất là ok này, khỏe. Nhà em dòng này có cả 2, 5 và 30. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến bát 30 toàn giả hoặc bát 30 đều well đây. Bát 30 đều well này có giá là 2 triệu một đôi này. Thì hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến hai dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ cho em Tùng Nguyễn Audio. Em sẽ ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện. Các bác nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán tiền. Hôm nay em xin chào tạm biệt và các bác nhớ bấm đăng ký kênh và like nhé.